HDT Channel xin chào các bạn. Đi theo thợ săn James và đầu bếp Matt, 7 ngày đói ăn đến 18 bữa. Lần này thợ săn và đầu bếp đã đến khu rừng sương mù Mexico bí ẩn. Mục tiêu của hai người vẫn là sinh tồn trong khu rừng nguyên sơ nhất này, chỉ với một cái nồi sắt dỉ và một cây cung, ăn một bữa tiệc thịnh soạn mâm cao cỗ đầy. Sau khi xuống xe, đầu bếp Matt không thể chờ đợi để mạo hiểm. Anh nghĩ ở đây có rất nhiều nguyên liệu để nấu ăn, còn thợ săn James thì tham vọng hơn, rừng nhiệt đới đầy thú dữ, anh sẽ dựng trại ở nơi có nhiều con mồi nhất. Nếu may mắn hai người có thể ăn thịt lợn rừng nướng tối nay, đi bộ cả buổi trong rừng ẩm ướt và ngột ngạt, hai người cuối cùng cũng tìm được nguồn nước. Ngược dòng suối, thợ săn đã tìm được chỗ trống thích hợp, bắt đầu xây dựng trại trú ẩn. Còn đầu bếp thì xuống suối tìm nguyên liệu nấu ăn để bồi bổ thân thể. Anh đã mò mẫm 2 giờ, cuối cùng đã tìm thấy một vài con cua lớn, trông rất béo ngậy. Ngoài ra anh tìm thấy một cây tiêu rừng, lá của nó có mùi lá chanh phảng phất, thật tuyệt vời khi kết hợp với cua. Đầu bếp trở lại trại cho thợ săn thấy những gì thu hoạch ngày hôm nay và bắt cua bỏ vào mũ đưa cho thợ săn để anh giữ nó. Còn mình đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Thợ săn ngồi buồn bắt một con cua ra để đùa giỡn. Kết quả là con cua suýt tí nữa thì tẩu thoát mất. Cũng may đầu bếp nhanh mắt đã bắt được cua về. Nhưng thợ săn không cẩn thận để con dao làm đứt tay. Khi thợ săn xử lý vết thương, đầu bếp Matt chỉ có thể tiếp tục nấu ăn. Hy vọng dùng thức ăn ngon làm cho thợ săn quên đi vết thương trên tay để hấp thụ toàn bộ tinh chất của cua. Đầu bếp nghiền giã nát cua. Anh sẽ nấu súp cua giàu dinh dưỡng, thêm chút cây tiêu rừng. Mùi thơm phưng phức nhức cái nách, ngay lập tức đã có một bữa ăn súp cua béo ngậy. Cả hai không giấu được niềm vui sướng trong lòng, nhưng họ không biết những ngày tiếp theo sẽ tồi tệ thế nào. Trong khu rừng nguyên sinh ở Mexico, hai người thợ săn và đầu bếp đã thức dậy từ sáng sớm. Thợ săn định ra ngoài săn bắn trước khi đi còn tuyên bố, hôm nay không mang về một con lợn rừng thì anh sẽ để cho đầu bếp thông át. Kết quả là không tìm thấy con lợn rừng nào cả, bị thu hút bởi một vài con chim trên đường. Thợ săn nói với mũi tên của mình một phát là có thể bắn hạ nó, kéo cung ngắm bắn động tác liền mạch lưu loát, thành công làm chim sợ bay đi. Thợ săn nhanh chóng giải thích, chắc là vết thương ở tay làm ảnh hưởng đến thể trạng của anh. Thợ săn sĩ diện lại bắn thêm mấy lần nữa, cuối cùng đều kết thúc trong thất bại. Có vẻ như số mệnh đã định là phải về tay không. Trở lại trại, đầu bếp làm một cái thìa, nhìn thấy thợ săn trở về tay không. Quả nhiên ở phương diện khiến người ta thất vọng, thợ săn sốt pi này chưa bao giờ làm người ta không thất vọng. Đầu bếp quyết định tự mình đi bắt con mồi. Anh nhờ thợ săn dạy anh sử dụng súng cao su, không nghĩ tới rất nhanh liền bắt đầu, chỉ chỗ nào đánh chỗ đó. Thợ săn James khen anh rất tài năng, bằng một nửa của anh khi còn trẻ. Đầu bếp lập tức đi vào rừng tìm con mồi để chiến đấu. Anh bắn dứt khoát vào mục tiêu trên cây, bắn một cái con mồi liền từ trên cây rơi xuống. Nhưng bụi cây che nhỏ trên mặt đất quá nhiều, tìm nửa ngày cũng không tìm thấy con mồi rơi xuống. Nhưng đầu bếp lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Anh ta tìm thấy một thứ như bắp ngô, sau khi mở ra thì giống như bông lúa, mùi vị cũng không tệ lắm. Sau đó anh lại tìm thấy một loại rau giống lá sen bên dòng suối, hương vị giống như rau chân vịt, nấu chín là có thể ăn trực tiếp. Thợ săn ở phía bên kia theo dấu vết của con mồi, đặt một cái bẫy trên đường mà chúng đi qua. Ngoài ra, anh ta còn băn khoăn về việc mình không bắn trúng con chim. Anh muốn lấy lại tên tuổi cho mình, nhưng không như mong muốn. Bận rộn một thời gian thợ săn vẫn tay không mà về. Lúc này đầu bếp đã làm xong một nồi cháo rau thơm ngon. Khi họ vừa ăn một miếng, cảm giác như có một ngọn lửa đang cháy trong miệng. Miệng nóng đau rát, chắc là rau dại chưa nấu chín ngộ độc thực phẩm. Xem ra hôm nay chỉ có thể để bụng đói. Sáng ngày thứ ba, thợ săn đi kiểm tra cái bẫy. Cái bẫy vẫn còn nguyên vẹn. Bữa tiệc lợn rừng hôm nay lại không thành rồi. Kết quả là trên đường trở về, thợ săn tìm thấy một con thằn lằn. Anh trực tiếp đưa tay bắt lấy nó. Hôm nay cuối cùng cũng được ăn thịt. Đầu bếp nướng nó một cách hào hứng. Hai người ăn ngon lành, chỉ là thịt hơi quá ít, vừa chưa đủ để nhét đầy kẽ răng. Ngày thứ tư, thợ săn phát hiện bẫy vẫn chưa bắt được con mồi. Anh quyết định thay đổi chiến lược để đối phó với những con mồi thông minh. Thợ săn và đầu bếp cùng nhau tạo ra một cái bẫy lồng khổng lồ, dùng cua và quả dại làm mồi nhử. Lần này hai người đã đặt được ăn cả ngã về không. Ngày thứ năm, hai người đã đói đến mức cồn cào ruột gan, nhưng cái bẫy kỳ vọng vẫn trống rỗng. Lại một đêm đói bụng, cứ như vậy hai người sinh tồn hoang dã đến ngày thứ sáu. Hai người một lần nữa đi kiểm tra bẫy. Lần này thợ săn nhìn thấy một con lợn rừng lớn. Thợ săn nhanh tay lẹ mắt tiễn em lợn về suối vàng. Cứ như vậy hai người đem chiến lợi phẩm trở về trại. Đối với bữa ăn long trọng và hoành tá tràng này, đầu bếp đi tìm thêm nguyên liệu. Anh tìm thấy quả của cây điều màu, đây là gia vị tốt, có thể dùng để ướp thịt, để thịt lợn không bị biến chất trong môi trường nhiệt độ cao. Đầu bếp làm một giá sông khói, sau đó nghiền nát hạt quả điều màu, xoa đều lên trên thịt để ướp gia vị, sau đó cho lên giàn nướng và nướng từ từ. Sau đó lại bắt đầu làm món thứ hai, đó là thịt lợn áp chảo, cho từng miếng vào áp chảo từ từ. Và phần thịt ba chỉ mềm nhất anh quyết định dùng để làm xiên nướng, buộc những miếng thịt lớn vào thân cây cọ, ngồi nướng mà nước miếng anh chảy không ngừng. 3 giờ sau, bữa tiệc thịnh soạn sang trọng nhất từ khi hai người hợp tác đến nay cuối cùng cũng hoàn thành. Nhìn bữa tiệc thịt heo trước mắt, hai người vô cùng ưng cái bụng. Ngồi ngẫm lại đúng là cơm mẹ nấu bữa ăn bữa bỏ, bước ra đời bữa đói bữa no. Giây phút ngập tràn cảm xúc, hành trình sinh tồn này cũng đi đến một kết thúc thành công với bữa ăn sang trọng này. Sau đó lại chuẩn bị và đi đến điểm dừng thử thách tiếp theo. Địa điểm tiếp theo, đầu bếp và thợ săn cùng nhau sống sót trong băng tuyết. Họ không chỉ bắt được một con cá lớn nặng hơn chục kg, còn ăn cả vỏ cây nữa. Thợ săn và đầu bếp được đưa đến ngọn núi tuyết ở Kusamo, Phần Lan. Lần này đầu bếp mang theo một cái rìu và sẻng, thợ săn thì mang theo cung tên và dao như thường lệ. Đầu bếp và thợ săn bắt đầu hành trình sinh tồn tại núi tuyết này. Mới đến nơi, hai người phát hiện ra một khoảng đất trống giống như hồ nước.
Hai người thảo luận và quyết định đi qua đó xem xét. Sau khi bàn bạc xong, cả hai đi bộ đến nơi đó. Trên đường đi, thợ săn đã quan sát xung quanh, không ngờ nơi này lại hoang vu dị thường. Hai người đang đi trên tuyết, nhìn đi nhìn lại hai người đột nhiên bị mắc kẹt trong tuyết. Thợ săn James cảm thấy đi tiếp như vậy cũng không phải là cách. Anh lấy dao chặt vài cành cây xuống, sau đó anh làm hai đôi giày trượt tuyết từ cành cây. Hai người thử đi giày trượt tuyết, không ngờ thứ này lại khó đi như vậy. Chưa đi được vài bước, thợ săn đã lộn nhào. Cũng may không bao lâu sau, bọn họ đã tới bãi đất trống. Đầu bếp lấy sẻng ra để đào tuyết, nhưng sau khi đào vài cái anh đã nhận có gì đó sai sai. Hóa ra đây không phải là một hồ nước mà là một vùng đầm lầy. Thất vọng, cả hai tiếp tục tiến về phía trước. Không lâu sau, hai người phát hiện ra một cái hồ. Thợ săn lấy rìu đến chặt cành cây, còn đầu bếp thì dùng sẻng xúc tuyết trên mặt đất. Bận rộn mấy tiếng đồng hồ, chỗ ở cuối cùng cũng được dựng xong. Ngay sau đó, thợ săn thu thập vật liệu đốt lửa gần đó. Sau khi thu thập vật liệu, anh nhóm lửa bằng đá đánh lửa. Đầu bếp thì dùng nồi sắt lấy đầy một nồi tuyết, rồi đem đun trên đống lửa. Một lúc sau đã có một nồi nước sôi nóng hầm hập. Hai người múc đầy một cốc nước sôi và uống từng ngụm lớn. Sau khi uống nước xong, họ nằm nghỉ một đêm. Hai người vừa thức dậy quyết định chia nhau ra ngoài tìm thức ăn. Thợ săn đi một lúc đã tìm thấy mồi trên cây. Chỉ trong vài phút, anh đã bắt được vài con sâu dùng để làm mồi câu. Lúc này đầu bếp lại đi dọc theo hồ. Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm sinh tồn, anh phán đoán chắc sẽ có rất nhiều loại thức ăn. Sau khi tìm kiếm một hồi, anh dường như phát hiện cái gì đó. Đó lá của cây bách xù. Đầu bếp liền lấy sẻng ra đào lên. Theo như người dân địa phương nói, nơi nào quả bách xù thì sẽ sự sống. Tuy nhiên đầu bếp đã đào một lúc lâu cũng không thấy quả nào cả. Lúc này thợ săn chặt một cây gỗ, anh buộc dao lên đầu dùng làm một công cụ để đục băng. Xong anh vác ra hồ đục một lỗ hổng trên mặt hồ để câu cá. Đầu bếp trở lại trại. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, anh quyết định ra ngoài tìm thức ăn khác. Anh tìm thấy một cây thông lớn gần đó. Anh lấy dao ra cạo lấy vỏ cây thông, sau đó mang vỏ cây trở về trại. Thợ săn bên này sau nửa ngày câu cá, anh cũng không thu hoạch được gì. Anh nhặt mấy cành cây bịt miệng lỗ băng lại để không bị băng đóng bịt mất. Sau đó anh liền quay đầu trở về trại. Đầu bếp nhìn anh trở về liền hỏi anh có thu hoạch gì không. Thợ săn cũng lắc đầu bất lực. Không tìm thấy thức ăn, hai người nấu cháo bằng vỏ cây. Không bao lâu sau, một nồi vỏ cây nóng hổi đã xong. Không có thìa, hai người trực tiếp dùng dao xúc ăn. Nhưng ăn được hai miếng liền nôn ra. Không thể không nói thứ quỷ quái này thật sự khó ăn. Hai người lại bụng đói ngủ qua đêm nay. Hai người thức dậy tiếp tục tìm kiếm thức ăn. Thợ săn đến hồ kiểm tra lưỡi câu. Điều khiến anh thất vọng là vẫn không có con cá nào cắn câu. Và kế hoạch tìm kiếm quả bách xù của đầu bếp cũng thất bại. Thợ săn bên này không tức giận, vẫn tiếp tục câu cá. Không lâu sau, anh bắt được vài con cá vực nhỏ. Sau đó liền mang cá đi về trại. Đầu bếp lên kế hoạch chế biến những con cá vực nhỏ mà thợ săn mang về. Anh lập tức dùng sẻng làm món cá chiên. Không bao lâu đã có một sẻng cá chiên thơm ngào ngạt. Cả hai bắt đầu thưởng thức. Mùi vị này ngon hơn nhiều so với nhà hàng 5 sao. Chưa ăn no cái bụng, thợ săn quyết định ra ngoài kiếm con mồi lớn hơn. Anh mang theo cung tên đi vòng quanh đây. Đi một lúc, anh tới một dòng suối nhỏ. Anh tiếp tục đi dọc theo dòng suối. Dường như anh phát hiện ra điều gì đó. Ở đây còn có một cái hang hải ly. Điều này làm cho anh thấy hạnh phúc. Anh nhặt cây gỗ liền mở một cái lỗ cho nước vào tổ hải ly. Sau đó anh cầm lấy cung tên chờ đợi ở bên cạnh. Đầu bếp bên kia cũng không nhàn rỗi, anh đi vào khu rừng gần đó. Không ngờ trong lúc đi loanh quanh, anh lại phát hiện ra quả bách xù. Đầu bếp hào hứng hái quả bách xù. Bên cạnh quả bách xù, anh còn thấy thêm một số quả nam việt quất. Đầu bếp mang theo những thực phẩm thu hoạch được về trại. Trên đường về, anh lại bắt mấy con kiến nhỏ và ăn chúng. Thợ săn bên kia đợi nửa ngày, ngay cả bóng dáng của hải ly cũng không nhìn thấy. Thợ săn tức giận chửi thề cái đờ cờ mờ cuộc đời. Trời sắp tối, lúc này đầu bếp cũng trở về trại. Anh nhóm lửa sau đó làm bữa tối từ nguyên liệu thu thập được. Món này có vẻ ngon hơn vỏ cây lần trước nhiều. Thợ săn lúc này không còn sức để quay về trại. Anh lấy dao chặt vài nhánh cây xuống. Sau đó anh xây dựng một nơi trú ẩn tạm thời. Thợ săn cứ như vậy run lẩy bẩy ngủ thiếp đi. Khi trời sáng anh đi về trại. Đầu bếp nhìn thấy một ngày thợ săn mới trở về, anh cũng lo lắng không thôi. Thợ săn ra hiệu cho anh không cần lo lắng như vậy. Mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, anh vội vàng ăn mấy miếng quả dại đầu bếp phần anh. Sau khi ăn xong, anh kể cho đầu bếp nghe chuyện phát hiện ra hang của hải ly. Lập tức hai người liền xuất phát tìm hải ly. Đến dòng suối, họ quyết định đi đường tắt qua đó. Đầu bếp lấy dao chặt cây, bất ngờ bị trượt chân ngã xuống suối. Thợ săn hoảng sợ vội vàng kéo anh lên. Sau khi gặp rắc rối như vậy, hai người không thể đi tìm hải ly. Cả hai trở lại trại nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau hai người cùng nhau đến hồ kiểm tra móc câu cá. Không ngờ lần này lại có một con cá lớn bị móc câu. Hai người vội vàng mang về trại. Đầu bếp trực tiếp trổ tài tay nghề của mình. Ngay sau đó anh liền bắt đầu bữa tiệc cá nướng. Một lúc sau, món cá nướng giòn bên ngoài mềm bên trong đã ra lò. Sau đó hai người từ từ thưởng thức vui vẻ. Món cá nướng này thực sự là nhức cái nách. Lúc này xe trượt tuyết từ từ đến đón hai người. Đầu bếp Matt và thợ săn James kết thúc chuyến đi sinh tồn này. Được rồi, tập hôm nay tới đây thôi. Nếu bạn thấy video hay, hãy cho chúng tôi một like và subscribe kênh HDT Channel. Sự ủng hộ của các bạn là tất cả động lực để chúng tôi không ngừng sáng tạo. Hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo. Xin cảm ơn.